chúng tôi, những người em Cần Thơ đã về tới quê nhà. Sáng sớm hai ông chú đang đánh cờ. Ủa bị gì vậy? Rác hả? Do cỏ. Đúng là khách sạn bamboo luôn à, che không à. Cái hàng rào cũng che không các bạn. Cổng cũng che không à. Trời, ok các bạn, nhìn cái cửa là biết rồi đó. Bây giờ hiện tại chúng mình đã lấy phòng vào ở trong khu cách ly rồi. Tao đang làm video chia sẻ YouTube mà mày hỏi cái gì mày? Khi nào tới các bạn thôi ha. Rồi mình sẽ review khu sau này cho các bạn xem sao nha. Đó, phòng của ông Vinh là VIP nhất nè, phòng số 9 ở ngay góc ngã ba luôn, quá đẹp. Mấy hàng ở giữa này, đầu này ma nhiều lắm. Chúng tôi, những người em Cần Thơ đã về tới quê nhà. Cần Thơ hả? Cần Thơ, Cần Thơ không hả? Bây giờ mình về khách sạn Bamboo á anh. Đúng, đúng. Từ đây tới đó bao xa anh? Khoảng cây số à. Nhưng mà chút nha, chút không lớn. Dạ, dạ. Các bạn thấy tài xế đưa chúng tôi về nơi cách ly độc không? Không. Lái tàu mà vẫn phải bảo hộ rất là an toàn gì nè. Trong đó cách ly mình được đi ra khỏi phòng anh? Mình trong phòng hả? Trong phòng hả? Có không gian trước. Có không gian trước thì được ra ngoài đúng không? Rồi đã đã. Hai ông chú đang đánh cờ bên kia kìa. Sáng sớm hai ông chú đang đánh cờ. Rồi mấy anh em đang ở ngồi phía sau. Đến ở khách sạn của anh đông không? Nếu mà bây giờ so với ngày xưa thì như thế nào? Tôi thấp hơn. Cỡ được 50% không? Tại cái này mình đón không được. Dạ. Ông anh này ông đi hái bồng các bạn ơi. Câu cá. Ông đi câu cá hả? Ông đi câu cá xong ông hái bồng à? Anh này về nấu canh chua ăn được không anh? Lái xe gọi là tài xế, lái tàu gọi là tài công các bạn. Ủa anh lái xe, lái tàu là dễ lái không anh? Dễ. Còn không có là quay đầu. Thấy anh lái dễ thôi chứ không phải dễ đâu. Quá trời rác luôn các bạn ơi. Anh phải liên tục đánh võng để mà né rác. Rồi đâu phải lái tàu là dễ đâu các bạn. Xuống đây là phải không phải né tàu mà né rác không à. Tại vì rác nó dính vô bánh chân vịt là khỏi chạy luôn. Còn ở tàu có cái kính chiếu hậu nè, nghe chưa? Có kèn luôn nè. Kính chiếu hậu kèn đủ luôn. Này anh khoan anh dừng đâu nha, tại anh né rác đó. Giờ anh đi vô cái đường trống nè. Cái tàu này là bao nhiêu chỗ ngồi anh? 12 khách. 12 khách. Đó là 12 khách thôi chứ cỡ là 20 người. Đúng rồi, nhưng mà lịch trình là đi có 12 khách là nhưng mà tầm 2 à. Dạ, dạ. Đây là khu du lịch khách sạn Bamboo, nơi đoàn các cầu thủ bóng rổ của Cần Thơ về ở tập trung 14 ngày, cách ly 14 ngày. Đúng là khách sạn Bamboo luôn à, che không à. Cái hàng rào cũng che không các bạn. Cổng cũng che không à. Có nhân viên y tế ra tiếp đón hả, không lịch sự không, có máy phun thịt gì diệt khuẩn luôn. Anh này nhắc là mấy anh em cứ ngồi yên nha, tại vì không phải cột dây rồi an toàn hết trơn, mình phải di chuyển. Anh em mình đã đổ bộ xuống khách sạn Bamboo tại Phong Điền, Cần Thơ đó. Tất cả anh em làm công tác khử khuẩn không, vui không các bạn? Quá vui luôn. Đó, lần đầu tiên đi cách ly mà được đi tàu thuyền gì nè. Quá vui. Đúng kiểu miền mông sông nước miền Tây luôn. Thôi đứng đây nói là không nghe được gì đâu.
Hai khách sạn Bamboo. Chào mừng đến với Phong Điền Cần Thơ. Không, xe máy vẫn đi được các bạn, người ta không cho đi. Bánh YouTube. Đó. Bay khách vô kìa. Đã chạy. Vô. Lý vô kìa, ở đây không phải khách sạn mà có người đem đồ lên phòng đâu. Đó, mở công tác an toàn đã xong rồi. Nè, đúng là khách sạn Bamboo luôn các bạn ơi. Thấy chưa? Tất cả đều làm bằng tre. Phía trước là một con sông rất đẹp. Đấy, đường 4 mét luôn. Tuy nhiên là xe hơi đi không được đâu nha. Ở đây thì có thể là hơi mũi, nhưng hơi nhiều mũi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với anh em đem đồ lên khách sạn, lên phòng đây. Trời, ok các bạn, nhìn cái cửa là biết rồi đó. Bây giờ hiện tại chúng mình đã lấy phòng và ở trong khu cách ly rồi. Ông nội mà dẫn đưa mình vô đây cũng khóa cửa là hiểu rồi đó nha các bạn. Nè, đây là một dãy phòng nè ha, đây là phòng số 1. Đó, một dãy phòng 8 phòng, 9 phòng anh em mình ở nè ha. Mỗi phòng ở hai người nghe. Bây giờ mình review cái phòng cho các bạn xem nha. Đó. Rồi tổng thể là một dãy 9 phòng ha, hành lang đi nè, cây trái nè. Đấy, trước mặt là một cái con sông nhỏ, nước khá trong xanh luôn, hồ cá luôn. Cây trái ở đây nghe nói là mình cứ hái ăn thoải mái. Trên video giới thiệu là mình cứ hái ăn thoải mái. Đó. Tuyệt vời chưa? Ôi ôi, cá to quá kìa. Cá này chắc cá nuôi quá. Cá nuôi to lắm. Bên kia là như đầu bếp. Anh là chủ đây không anh? Em thấy anh trên TV rồi, em nhìn mặt anh biết. Em là Bách phải không? Không phải, em tên Trung Bách đó, kia kìa. Em biết Bách nó liên hệ với anh. Dạ dạ. Anh em ráng sinh hoạt gom trong cái khúc của mình, đừng đi ra ngoài nha. Dạ dạ. Cứ ra hai cái đầu này với qua khỏi cầu gom cái trong dọc cái trục này thôi. Rồi, đó anh có đó là chủ của khu du lịch khách sạn Bamboo rồi nghe các bạn. Mọi chi tiết liên hệ ảnh nha. Ủa vậy mình hồi là có ăn sáng không anh? Có anh ơi, ổn định xong đi, chừng nào ăn sáng báo anh cho rồi ăn suốt. Dạ tụi em nhịn đói từ sáng qua. Giờ ra liền không? Đó, liền. Anh cho liền đi, đói hôm qua, từ hôm qua tới giờ, 8 giờ tối hôm qua tới giờ. Rồi anh chủ quá nhiệt tình dễ thương luôn các bạn ơi. Anh Phúc ha, chủ khách sạn Bamboo này quá nhiệt tình dễ thương luôn. Anh bật đèn xanh cho tụi mình rồi. Sao em? Trời, mày đòi quá mà. Từ từ mới vô chưa nóng đít nữa. Ừ. Tao đang làm video chia sẻ YouTube mà mày hỏi cái gì vậy mày? Tự nhiên tay giấy anh đó mà. Ừ. Tứ cảm giác em lấy phòng mới sao Tứ? Phòng rất là ok. Cái này couple ở là ngon nha. Rồi cơ bản cho mấy bạn thấy gì đó. Anh chủ thì rất dễ thương nha các bạn. Còn để dịch vụ cái tăng thêm thì chưa biết, để lát mình hỏi mình chia sẻ các bạn. Rồi phòng số 7 ha, gần cái phòng mình, phòng số 8 nó có cây cầu nè. Nhưng mà bị cách ly rồi không đi qua bên khu bên đó được. Rồi ở đây là phòng của mình nè ha. Phòng số 8 nè. Ê, không phơi đồ ở đâu, đây là hơi mất vệ sinh nè. Mất vệ sinh đâu. Không được phơi ở ngoài cái cửa nha. Đó, cái phòng số 9 này cái view quá đẹp luôn nè, đi ra phía sau kia còn nhiều phòng nữa. Khu này hình như mình được đi ra. Đi nào tới cái bảng thôi ha. Rồi mình sẽ review khu sau này cho các bạn xem sao nha. Đó, phòng của Vinh là quyết nhất nè, phòng số 9 ở ngay góc ngã ba luôn, quá đẹp. Tối sợ ma kìa. Ừ, mấy hàng ở giữa này, đầu này ma nhiều lắm. Rồi, phòng mình ha. Anh đi phòng 8 không anh? Có chứ. Ê, bước vô nè các bạn thấy không? Đó, quạt có, máy lạnh có, tivi bự chà bá luôn. Tủ lạnh nè, để xíu. Ở trong tủ lạnh có gì? Trời ơi, ông nói là đồ ăn miễn phí trơn mà giờ trong tủ lạnh có gì trơn. Mấy anh em cứ ăn uống thoải mái. Đúng có một cái bánh gạo luôn. Rồi hai cái giường nè, thấy chưa? Đó, cái giường nè, chân ghế là bằng che không, đã quá. Trên đây có cái màn chụp nè, nghe nói mũi dữ lắm. Chụp xuống là ok luôn, cái đèn này đẹp quá. Này hỏi anh mua cái đèn này đâu về trưng nhà cũng ngon á. Cảnh này chắc Cần Thơ hồi xưa nè. Rồi, mình ở căn phòng có hai giường, hai người ở nha bạn. Cách ly thì ở tối đa được hai người thôi. Tất cả bằng tre với kính thôi. Đây có cái gì nè. Ồ, cái tủ bằng gỗ luôn, bằng tre luôn.
không biết tre này giữ được bao lâu. Có vẻ trong này nó có một cái mùi gỗ gỗ bạn ơi. Này mà mưa nhiều quá là không xử lý kịp chắc nó hôi mốc dữ lắm á. Máy sấy tưởng máy sấy bằng tre chứ. Rồi, cái kính, cái gương, kiếm cái ngồi bàn ngồi làm việc mà không thấy rồi. Rồi, qua đây thì mình review toilet cho bạn coi nè. Cửa bằng gỗ quá chất luôn à. Thích cái màu gỗ này lắm. Ù, ghê chưa? Đừng nói là ở dưới quê rồi sông nước không thì không có đồ hiện đại nha nè. Đây, gì đây? Máy giặt, không có gì trọng hết trơn. Bên đây nè. Khá là tách biệt. Cái toilet nó tách biệt với cái phòng ở thì mình thấy rất là hay, nó không làm phiền người khác đang nghỉ ngơi. Rồi, vô toilet nè. Cái chỗ đây làm gì ta? Để quét sàn nha. Quét sàn, chỗ quét sàn. Móc phơi đồ cũng bằng tre luôn. Móc phơi đồ sắt bằng đây nè. Móc để móc máng đồ chứ không phải phơi đồ. Rồi cái này là tưởng là bằng gỗ chứ, cái này là chắc. Rồi, chắc là mùa dịch này lâu ngày quá, tay xài nên bụi bặm nó còn hơi bám nhiều nè. Kem đánh răng ha. Rồi, nước rửa khuẩn súc miệng, khách sạn này khá chu đáo luôn, có nước súc miệng muối luôn. Sữa tắm, sữa gội đầu, khăn khách sạn Bamboo, in logo này chà, lên người không biết bị cứng không. Rồi, có cái thao để giặt đồ luôn. Đúng kiểu nửa hiện đại, nửa quê luôn. Dưới đây là cái bồn cầu. Cái bồn cầu thì có cái vòi xịt nè ha, kiểu đúng chậm chất miền Tây, miền Nam luôn rồi, bồn giấy. Cửa này mình kéo lại. Vậy là riêng tư ngồi thoải mái. Đó. Đóng lại cái là kính rồi. Bên đây mình máng đồ. Ha. Cái này mới ngon nè các bạn ơi. Một cái bồn tắm rộng rãi thoáng mát nhìn ra giếng trời luôn. Ngay ha. Tuyệt vời luôn. Có cái móc phơi đồ nữa. Ngồi đây tắm là hơi cũng bị sang đó. Quá đã luôn. Rồi, tuyệt vời. Nơi đây mình nghĩ là ở 14 ngày cũng không có gì gọi là căng thẳng đâu. Mày nhanh đó. Vừa hiện đại mà vừa đậm chất miền quê. Khá là độc lạ. Mát mẻ thanh tịnh. 14 ngày này hai anh em mình sẽ cố gắng tĩnh tâm lại. Để bàn kế hoạch. Lên kế hoạch sống chung với Covid, thời Covid mới được. Bên đây còn cái này nữa. Bình chữa cháy luôn ha. Thùng rác rất là to. Bên đây là cái đồ để dép, chỗ để dép. Rồi, bây giờ thì bên khách sạn mang đồ ăn sáng qua cho tụi mình nha. Sau 8 giờ tối hôm qua xuất phát từ Khánh Hòa, Nha Trang về tới đây. Bây giờ là cũng khoảng 9-10 giờ rồi. Anh em đói meo hết rồi. Thấy khách sạn chu đáo không cho người mang thức ăn qua nè. Từ 8 giờ tối ngày hôm qua tụi mình xuất phát từ Nha Trang về đây. Cả đoàn di chuyển liên tục không nghỉ ngơi. Bây giờ anh em đã có một buổi ăn sáng vệ sinh sạch sẽ. Và sau khi ăn sáng xong thì tinh thần rất là phấn chấn. Tới đây thì Chung và Bách xin trước tiên là rất vui mừng. Vì vào khu cách ly an toàn và được thoải mái gì. Chung gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức VVA và lãnh đạo đội bóng rổ Đà Nẵng đã ủng hộ và lo lắng cho các cầu thủ chúng mình về tới nơi, tới địa phương mà đã an toàn và chu đáo nhất. Rất tuyệt vời, rất cảm ơn VVA, rất cảm ơn bóng rổ đội Đà Nẵng ra đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn đội Đà Nẵng Dragon đã tạo điều kiện cho hai anh em Cần Thơ được có nơi cách ly tuyệt vời như ở chỗ này. Đây, các bạn có nhìn thấy rõ 5 trái mận rất là to trên kia không? Đấy, nó rất là to nha các bạn. Nó bằng cả bàn tay của mình đó, tại vì mình quay đó, hơi xa bạn thấy gì đó. Thì chiều nay mình sẽ xử 5 trái mận này. Và đang truy tìm những trái mận hay những loại trái cây xung quanh đây. Bây giờ sau khi ăn sáng thì anh em mình mới phát hiện ra được cái khu này là khá là nhiều loại trái cây ha. Mận nè, xoài nè, rồi siri nè ha, đây có siri nè ha, nhưng mà chưa biết nó như thế nào. Mít, vú sữa, dâu còn khá là nhiều. Chiều nay mình sẽ khám phá khu vườn bí mật này để mà mình xử
mình được thông tin từ khách sạn là trái cây đây là mình cứ ăn uống thoải mái, có cái trái nào thích thì bẻ ăn thôi, quá hay.